Vậy cho. Quá trời. À, bên sáng trưa chiều nay thì mấy anh em đang có mặt tại quán của anh Huy Lê ha cả nhà. Hôm nay có anh vợ chồng anh Lê Minh nè, anh Tý chị Trâm nè, đó ẩm theo. Đây mọi người. À. Trời ơi. Chị giờ nên mình nói là mua trên. Đây cả nhà. Em là cũng đam mê thú cưng nè, bữa nay mình. Trời ơi. Chị cái anh nè. Nó bị cái rồi. Trời ơi. Cho. Quá trời. Đừng cả nhà. Hãy tối đi chị Trâm không có lên. Có anh Tý à, hả? Hôm nay mấy anh chị lên cà phê cả nhà. Gì chó mất rồi. Ê. Ê. Nó dữ à. Ê hello bon. Nha. Bà trắng này là ôi hello. Ồ nó cũng dữ ghê luôn á. Anh Tý. Anh Huy anh chia sẻ cái miếng giấy kìa. Ơi. Nghe nói cái con gì chó nó đi tẩy cái con gì rồi sao em tẩy nó trắng. Về nó còn đó. Còn hả? Tẩy em tẩy con này. Còn nó chưa tẩy cái góc nó nặng quá tẩy không được. Tẩy được hả? Tẩy được hả? Con này phải còn lại. Sáng em nghe chị Trâm nói là ăn gì có 10.000 gì mà mua 40.000 tiền gì kia. Trời ơi, sáng tối ra có xoay 10.000 mua 40.000 tiền tiền tiền. Dạ, dạ, mình tắm gió luôn. Bởi nó nghe mồi không, nghe mồi nó dịu. Chị cho nó ăn quá, để nó nuôi con dê, sao vậy? Thấy cưng không? Ăn quá nuôi, lo nuôi dê không à? Bà này thấy cưng. Dê nuôi càng ngày càng. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nó thân thiện ha. Gì này gì cái dễ thương. Ở gì là ngồi chỗ ngồi anh nuôi chó nhiều lắm. À. Anh nuôi nhiều không căng luôn á. Tại biết sao không vậy, nếu vậy là có mùi á, cái mùi nó nghe mùi được á, nó hợp, nó không sủa. Không, với lại như con này, cái con Bon này nó hiền hả? Dạ đúng rồi. Nó thân thiện á anh. Con này thân thiện hơn con kia. À, cái con màu trắng thì nó dụng. Nó không chịu. Ơ nó hùng. Cái chân bà này tội nghiệp. Bum mà, xin bum. 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 Ừ. Bum bum. Cái gì? Bum thôi không có bum. Ừ. Tới lâu, ai tới. Bum tới lâu. Sau đêm diễn rất là thành công thì mấy anh chị đến để trò chuyện cho vui cả nhà. Tình hình tối hôm qua như thế nào? À. Ừ. Bà đó thấy thương bà. Yeah. Xin chào. Bum. Chết tên luôn. Chết tên luôn. Tên gì chị? Tên Linh. Tên Linh. Anh Linh, chị Linh. Nó dần quá ha. Mọi người hay gọi là hoàng hậu bánh tên. Anh đi gọi điện chị đây nè. Nó thân khô quá. À. Thấy như hoàng hậu bánh răng rồi. Mình muốn nâng cấp chị lên thôi. Nhưng mà nhìn cũng nghĩ như hoàng hậu chứ bộ. Mẫu hậu. Nhìn chị đẹp thiệt. Quá trời đẹp nữa. Còn mình thì hoàng hậu phải không? Rồi già rồi ơi. Gần 50 tuổi bích rồi. Bích chân. Bà chở bích chân. Vua nước mắm. Vua nước mắm. Không là nước mắm ngon nha. Nước mắm hơi bị ngon nha. Cái nhĩ á
Cái nước mắm nhĩ không chị? Cái nhĩ á. Chị vợ anh Minh thì là hoa hậu bán tôm ở nhà. À. Trời ơi, cái gì đâu mà tôi nhận hàng mà em nói thiệt, người ta chửi em đó. Cái gì mà cái gì cũng gửi vô đây đó. Cái nhà người quen tôi cứ gửi vô mà. Bây giờ anh thì anh không có số điện thoại Loan. Đó. Rồi anh nói thiệt là anh cũng không biết địa chỉ Loan nữa. Rồi bây giờ ôi chứ sợ quá ạ. Hello em. Sao em cũng có mùi? Chạy sao em cũng có mùi mà nó sủa em dữ vậy? Mày sao cái mặt mày gian quá. Trời ơi vậy chứ. Cái mặt em mà gian. Nói em đi. Đang đặt hai ba cái máy này nha, coi chừng. Dạ thôi anh Nguyễn Văn Minh Thái. Rồi thôi đó chị. Ý ý chị nó dướng. Dạ không cho con đi lên đây xin anh nha. Dạ mình chỗ giờ. Ngày mai sinh nhật ba anh Tư. Mời anh chị còn ở đây không? Ngày mai còn hả? Vậy thôi để em mời tới chung gia đình luôn. Nguyên nhóm mình đi luôn. Mai sinh nhật ba 18 tuổi. Trời ơi chị Trâm. Khổ lắm. Ba cũng nổi danh lắm. Ba nổi danh lắm. Đúng rồi. Ba mới là nó làm không? Ba chục năm nay nó làm. Em mang bớt, bớt mời sẽ lơi lại. Không phải sinh nhật em đây, em có thiệp đâu, em mời vô hết. Thì bây giờ là em mời bao nhiêu rồi em nhớ để em mai để cái sắp bà đàng hoàng, chứ mời đâu không có bàn ngồi kỳ lắm á. Ba gọi em, con ơi, chắc năm nay ba ở đây ngay dịp sinh nhật, nên ba làm cái sinh nhật nhỏ nhỏ. Dạ ba làm ở đâu? Ba tính hết rồi, ba đi đặt rồi, ba đặt sơ có 10 bàn à. Ba nhỏ nhỏ đó, nói nhanh lắm. Lắm. Mà bây giờ em nói là bao nhiêu bàn? Mà có vòng vòng thì là quá ok rồi. Ngày mai nha, thì đó 10 bàn là nước Nam Bộ á. Ủa đây là ngày mai anh chưa được giờ cái tên luôn à? Ở đây anh cuộc đời anh ở đây xem mấy ngày. Ở đây ngày mai đi sinh nhật xong rồi hẳn về. Chưa nhậu với anh em được lúc mà. À chưa nhậu với anh em. Hẹn chưa đâu đây. Hôm qua thì Trâm không có đi nha. Nhưng hôm nay tới đi nha. Tại Trâm chỉ cái tay rồi nãy giờ chị nhìn cái mạng nó nổi cổ. Dạ nên mình không ơi, lâu mình lên chơi với anh em bữa với quê vậy đó, dạ. Quê vậy đó, okay. Tây bố rồi đang bỏ xe đang xe đẩy xá đẩy lên mệt lắm, ra điện giật tôi đẩy lên mệt lắm á. Tôi đi nhậu là toàn là tôi bỏ xe không à. Vô lại anh tối hôm qua mình lấy cái này chạy về ngồi nè đó. Trời ơi, chỉ đợi ngoại thôi là người đến đầu tiên.